Hello chào anh em, hiện tại thì mình đang có mặt tại booth của Gigabyte. Đấy, cái Gigabyte mà trong cái clip trước mình lên cho anh em ấy thì nó là ở cái xui ở trong khách sạn. Và đây là một cái booth chính nữa của Gigabyte tại Computex. Thực sự đây là đẳng cấp của một cái nhãn hàng rất lớn, rất lớn luôn. Có nghĩa là ngoài cái việc là người ta bày những sản phẩm ở trong khách sạn đấy, thì ở cái booth này chúng ta sẽ có những cái lineup sản phẩm mới nữa. Đó, và đặc biệt là ở trong này ấy, sẽ có những cái dòng main của X870. Đó, thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng vào booth để khám phá. Nhưng mà khả năng là mình sẽ đi một vòng, đi vòng tour một phát đấy cho anh em xem. Ở phía bên ngoài thì chúng ta sẽ có những cái màn hình cỡ lớn luôn, rất đẹp luôn anh em ạ. Booth của Gigabyte siêu siêu đẹp luôn. Anh em nhìn này. Và đây là, hãng có nói đây là những hình ảnh được tạo từ AI anh em nhé. Đẹp không anh em? Xuất sắc. Đẹp dã man luôn. Anh em nhìn cái booth của Gigabyte này, quá đẹp luôn. Hai bên là hai cái màn hình rất là lớn. Và giữa trung tâm thì chúng ta có rất nhiều màn hình luôn. Ui, toàn màn hình là màn hình luôn. Thậm chí là đây, có những cái khu vực mà có những cái con đường chúng ta đi vào đây. Đó, Gigabyte sẽ trưng bày. Đây là gì? Anh em đọc đây. The next evolution is all in. Nhưng mà người ta có tô đậm cái chữ AI, AI. Đó. Anh em nhìn này. XV14SX0. Socket LGA4710. Uầy. Đây toàn là những thứ cao siêu anh em ạ. Những thứ cao siêu luôn. Chắc chắn là mình không thành thạo về cái mảng này rồi. Đấy, chữ AI rất lớn. Năm nay thì các hãng là tập trung rất nhiều vào AI luôn. Đi đâu thấy AI. Đây, anh em nhìn này. Đó. Chủ yếu là những cái giải pháp server này. Server data center này. AI này. Đấy. Và mình sẽ đi vào cái khu vực mà thân thuộc với anh em hơn, gọi là dễ tiếp cận với anh em hơn. Chứ còn nếu mà quay khu kia thì mình không biết, mà anh em không biết gì luôn. Và đây chính là cái khu vực mà những cái main, những cái dòng main thế hệ mới của Gigabyte. Thì chúng ta sẽ có dòng là X870 anh em nhé, X870. Ở đây đang có một cái bạn ấy đang xem. Thì trước khi mà vào phần main ấy, thì mình sẽ show cho anh em xem về cái con cạc. Cái con cạc này là hôm qua là mình có xem ở bên xui khách sạn của Gigabyte. Thì đây, ở đây thì người ta có bày luôn đây rồi. Đây là con 4070 Ti Super AI Top. Đây là một cái mã cạc đồ họa mà thực sự là nó thiết kế rất là đẹp luôn anh em, rất đẹp luôn. Anh em nhìn này, phẳng, cực kỳ phẳng luôn, phẳng tối giản này. Và cái nước sơn này, cái nước sơn, cái màu này mình không biết là phải mô tả nó là cái màu gì. Nó kiểu như là màu bạc nhưng mà nó sẽ hơi ánh xanh một chút. Đó, và chúng ta sẽ có là một cái logo AI Top ở đây. Đó, thì đây là cái logo mà nhận diện phần cứng của Gigabyte năm nay. Gigabyte thì có nhấn mạnh là những cái nào mà có cái logo của AI Top thì sẽ là những cái phần cứng mà được tối ưu hóa cho AI. Đấy, và đây là con 4070 Ti Super. Kích thước cực kỳ nhỏ gọn luôn, làm theo kiểu là dạng tản lồng sóc. Đó. Và trên này thì vẫn là những cái mã cạc rất là quen thuộc của chúng ta rồi. 4070 Ti Super Gaming OC này. Đây là dòng Super, con này là con Outroot Master này. Đây là con Aero này. Và đây là trên mình có một con Super Outroot Master tiếp. Đó. À đây có một cái dòng Eagle Eye anh em này. Eagle Eye này là thị trường Việt Nam có rồi anh em nhé. Thị trường Việt Nam có rồi. Anh em nào thích thì có thể liên hệ với mình để mình build cho anh em. Cái này thì lên dán phun trắng khá là ok này. Ba fan nhưng mà ba fan của nó nhỏ thôi. Đấy, đây là con 4070 Super Eagle Eye anh em nhé. Hai là những cái hộ tố mà để mô tả những cái cạc đồ họa mà nó sẽ là màu trắng. Thôi. Ở đây có trưng bày một con low profile luôn anh em này. Đây. 40608G low profile. Bé xíu luôn. Cực kỳ ngon lành cho anh em nào mà đang dùng máy kiểu máy đồng bộ ấy, máy đồng bộ mà bo lùn. Đấy, thì những cái cạc mà thì đây chính là con cạc bo lùn. Đấy, hiệu năng rất là ok, kể ra mà anh em nào mà đang dùng máy đồng bộ mà lắp con này vào chơi game rất là ngon lành này. Ngoài cạc của Nvidia thì chúng ta sẽ có là một con cạc của AMD nữa. Đây là con Radeon 7800. Nhưng mà cái mã này thì mình ít thấy ở thị trường Việt Nam, ít thấy lắm. Mã này chủ yếu là nước ngoài đó. Việt Nam thì ít mang về. Chúng ta sẽ có là hai đầu cấp nguồn 8 pin này.
và thiết kế thì đây là dòng gaming OC anh em nhé. Gaming OC thì khả năng là nó sẽ có cái giải LED ở đây. Giải LED ở đây. Ba fan to nạc. Đấy. Và cái khu vực main này vẫn đang rất là đông. Đấy, thì mình sẽ chờ một lát để là cái khu vực main này xong xuôi thì mình sẽ view cái thế hệ X870 mới cho anh em nhé. Ok anh em, và hiện tại thì mình lại quay trở lại với cái gian main của Gigabyte. Thì hôm qua là mình có quay một số cái mã main ở bên Sui rồi. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ lại tiếp tục với những cái mã main mà chưa có ở bên Sui anh em nhá. Và bên boot này thì sẽ bổ sung thêm. Đây đây em nhìn đó. Hôm qua thì chúng ta đã được xem là con X870E Aorus Xtreme. Thì bên này sẽ bổ sung thêm là con X870E Aorus Master anh em nhá. Đây là một phiên bản Aorus Master này. Đó, anh em có qua một chút nhá. Đây là một con main mà mình thấy là nó khá là giống với cái CD main master của dòng Intel anh em ạ. Đó. Gần như là chỉ khác một chút thôi, chỉ khác một chút về cái phần giáp này thôi. Phần giáp này chỉ khác một chút thôi. Và chúng ta sẽ vẫn sẽ có một cái giải LED RGB ở đây. À mà dòng này thì người ta sẽ không giấu cái chặn main nữa, mà cái chặn main sẽ được in bình thường luôn. Còn cái mã kia thì mình thấy là khả năng là người ta vẫn bảo mật thông tin của bên Intel, thế nên là không để những cái hình in ở đằng sau này. Thì mã này là Wi-Fi 7 anh em nhá, chắc chắn rồi. Hiện tại thì những cái mã main cao cấp như thế này thì mình nghĩ là Wi-Fi 7 là điều chắc chắn. Đây là con X870E Aorus Master. Aorus Master thì ở bên này thì hãng lại có công bố luôn anh em nhìn này. Số dàn VRM, VRM con này nó là Digital Twin 16+2+2. 16+2+2 anh em nhá. Nói chung là về dàn VRM thì bên AMD không có sự khác biệt quá nhiều so với Intel. Bên Intel thì mình thấy là cái dàn VRM được bổ sung lên khá là nhiều, thì mình nghĩ là khả năng là cái thế hệ chip mới Intel thì sẽ ăn nhiều điện hơn. Đó. À, đây là con Aorus Master này. Aorus Master thì đấy, nó vẫn thế thôi, thiết kế thì nó khá giống với con Z Aorus Master. Con này thì hôm qua mình cho anh em xem rồi này. Đây là con main rất là đẹp luôn. B650E Aorus Steel Eye. Aorus Steel Eye thì đây là một cái mã main mà full trắng, siêu đẹp, rất rất đẹp của Gigabyte luôn. Thực sự rất đẹp luôn. Hôm nay thì mới có thời gian là soi kỹ hơn con này. Đó, anh em nhìn cái phần giáp tản này. Đó, một cái logo của Aorus này. Đó, phần tản nhiệt VRM này. Đấy, và chúng ta sẽ có là một con main mà giấu hết cái cổng kết nối phía sau rồi. Đấy. 24 pin này, cổng cấp nguồn CPU này, các thứ này là hãng là để hết ra đằng sau rồi. Đó. Và tiếp đến thì chúng ta sẽ có là một cái dòng X870 và phân khúc thấp hơn. Đây là con Aorus Elite Wi-Fi 7. Đấy thì Aorus Elite thì nó sẽ có hai màu anh em nhé. Đây là phiên bản màu đen này và đây là phiên bản màu trắng. Đấy thì năm nay là mình thấy là đặc trưng của Gigabyte thường là sẽ làm hai màu đối với cái phiên bản Elite này. Mình thấy là Z thế mới Elite là cũng có hai màu. Đấy và X thế mới là Elite là cũng có hai màu. Đấy và thiết kế thì vẫn khá là giống với dòng Z này. Đây, một cái chữ Aorus ở đây. Đó. Giáp tản này, tản nhiệt VRM này. 4 khe RAM DDR5 này. SD Gen 5 chắc chắn rồi. Đó. Một cái logo con chim đặc thù ở đây. Đấy, chipset này. Và đây, cái màu trắng này mình thấy đẹp hơn này. Màu trắng này đẹp hơn khá là nhiều. Anh em nhìn này. Đấy. Cái phiên bản màu trắng này nó có một cái khu vực này nữa. Đây, có cái này này. Có cái này là màu đen không có này. Anh em nhìn thấy cái này màu trắng có này. Mà cái này màu đen nó để trống này. Đấy. Nhưng mà cái này màu trắng nó lại có. Đấy, hãng lại ưu ái màu trắng hơn. Màu trắng này thì tất cả là trắng hết anh em nhá, full white luôn, có nghĩa là khe RAM cũng màu trắng này, cái phần nền cũng màu trắng này, nền màu trắng luôn này, giáp tản là màu trắng hết, tất cả là trắng hết anh em nhá, full white luôn. Đây là một cái phiên bản rất là đẹp luôn, rất đẹp luôn. X870E Aorus Pro. À sorry anh em, đây không phải là con Elite, sorry anh em, đây không phải con Elite mà đây là con Pro Eye. Đây, X870E Pro Eye, bảo sao cái khu vực này, bảo sao cái khu vực này nó khác với con main Elite này. Đó. Và cái phần giáp này nó khác hơn. Phần giáp này khả năng là nó sẽ có cái giải LED RGB ở đây. Đó, full trắng rất đẹp luôn. Nói chung là năm nay thì Gigabyte có rất nhiều mã main màu trắng để anh em chọn. Và Intel, bên Intel thì có hai cái mã main này mà hôm qua ở bên Sui người ta không có bày ra. Đây là con Z Aorus Elite đây nhá. Z Aorus Elite Wi-Fi 7. Nhưng mà đây nó là con Aorus Elite M. Đây là cỡ MATX anh em nhé. Nhưng mà cái mã này thì có một cái đặc điểm, đó là cái dàn VRM của nó vẫn là 12+1+2. Nó vẫn là 12+1. Nó vẫn khá là giống với con Z790 Aorus Elite.
nhưng mà thiết kế thì khác hơn. Thiết kế thì chúng ta sẽ có làm một cái phần giáp mới này, đó, tản nhiệt VRM này, cái chip set Intel mới này, đó, SD Gen 5 ở đây, đó, một cái áo rất là to. Và phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản nữa, đây là ZM nhé, ZM ATX, phiên bản màu trắng, đây là dòng Outlook Elite màu trắng luôn. Các nhìn này, đó, phần này đẹp không? Cái phần này rất là mới này, cái chữ này như của chữ Nhật anh em nhỉ, nó rất là hay luôn. Hai đầu cấp nguồn 8 pin này, đó, tản nhiệt VRM này, 4 khe RAM, nhưng mà khe RAM thì lại là màu đen, nhưng mà cái này không quan trọng lắm, anh em lắp RAM vào là không nhìn thấy gì rồi. Và một cái khe M2 Gen 5 ở đây. Đấy, và một số khe Gen 4 ở dưới này. Đấy, năm nay thì kháng là rất chịu khó làm màu trắng luôn. À, bên này thì người ta lại công bố cái dàn VRM anh em nhé. Đấy thì mình sẽ show cho anh em xem luôn về cái dàn VRM. Ví dụ như là hôm qua là con Z Next Gen dòng Elite thì con này là 16 này, 16 cộng 1 cộng 2 này. Đó, tiếp đến là con gì nhỉ? Con Outlook Master. Outlook Master sẽ là 18 cộng 1 cộng 2 này. Đó. Outlook Pro i sẽ là 16 cộng 1 cộng 2 này. Đó. Và có lẽ là khủng nhất sẽ là con Outlook Tektron i thì sẽ có dàn VRM khủng nhất, đó là 19 cộng 1 cộng 2. Đấy, đương nhiên rồi, vì đây là một cái má main mà chuyên cho Epsung. Đó, thì sang bên này là người ta mới show ra cái dàn VRM. Chỉ còn bên xui thì sẽ không có show ra. Đó. Đấy, như vậy là mình đã đi hết cái layout sản phẩm của Gigabyte cho anh em xem rồi. Đấy, thì hy vọng là cái thông tin này nó sẽ hữu ích cho anh em. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.